Chào anh em đến với kênh Cú Pháp Xe Máy. Cũng thể theo yêu cầu của một số anh em yêu cầu mình làm clip up mấy cái con cá thác lên rồi công bố giá bán luôn cho anh em. Anh em có nhu cầu anh em mua. Cái xe này nè 2018 nha anh em. Xe này mua mới mấy tháng rồi. Quá thông minh. Hai chè quá thông minh anh em. Năm 2018 xe này thì đi được 4.000 mấy cây vậy đó. Nói chung là mới chát rồi anh em, không có gì để tả đâu. Bây giờ kiếm cái lỗi nó để về báo anh em thôi. Chứ giờ xe thì không còn gì nói đâu. Xe này thì theo mình thì nó ngã nhẹ mé bên đây. Ngã nhẹ nó chạy. Chạy vậy này chứ đâu. Rồi ngoài ra là hoàn hảo hết. Mũi chát rồi nè. Ốc tán. Con này mình bán 52.500.000 cả hồ sơ. Có 3 xe cho anh em lựa chọn. Anh em thích con nào thì chọn con đó. Hai con trắng, con đỏ. Mới can xà ban luôn nha anh em. Chỉ có một hai lỗi đó mình cũng có hướng dẫn như anh em rồi, cũng có chi tiết cho anh em rồi. Yêu cầu liên hệ em. Con đỏ 44 năm, con trắng 2013 khóa thường thì 46 năm, con này thì 52 năm. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip. Chúc anh em có nhiều niềm vui cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Em này đỏ xe này 2014 một khóa thường. Xe này 44 năm anh em, ba hồ sơ anh em ở xa. 44.500.000. Cảng này có dán keo.
Chào anh em đến với kênh của Phép Xe Máy. Hôm nay Phép giới thiệu các bạn xe Mo đời 2013. Mà xe này ít chạy anh em. Chưa biết chân á. Vỏ cũng chưa thay luôn. Cốp trước này chưa mở nè anh em. Chưa có mở luôn. Nhìn chưa? Vỏ sau cũng còn luôn. Xe này chạy đâu khoảng 8-9 ngàn vậy đó nè, 8 ngàn mấy. Xe còn đẹp lắm. Sao còn ấy. Đó, anh thấy không? 23 đó, 13 đuôi đó. Vỏ còn hết trơn. Còn bô còn đen thui anh em thấy không? Tại ít chạy, ốc tán rồi, đèn khè anh em. Cốt sau chưa mở. Áo sống đồ đẹp lắm nè. Xe này giữ kỹ. Toàn bộ sơn riêng hết anh em, chưa có cút tát hay là sơn phết gì lại đâu. 8.500, 8.437 cây anh em. Xe đẹp, xe này còn trên 85%. Thấy không, bạc sơn rin, không có dập tốt. Nói chung là xe này mà chạy 8-9 ngàn thì chả ăn thua đâu nè. Có cái gì có cái sơn chân này như là có bắn bắn rồi. Cái này thì nó cũng chỗ nó dễ va chạm, cát đất nó văng lên thì nó chạy dốc. Để gì nó bắn vô cái nó không quan trọng gì đâu. Lốc máy rồi sơn zin đó. Buộc anh em con ở trong còn xanh kéo hết trơn. Xanh cáo trong. Áo sống đẹp. Cảnh đẹp. Ai có nhu cầu thì liên hệ em. Vỏ trước vỏ sau còn, cốp trước cốp sau chưa mở. Bô cổ còn đang thui nữa. Không không chạy. Để chút xíu này nè. Chút xíu thôi. Cái này dính dơ. Đẩy ra. Để chút xíu lỗ này thôi. Cái đầu đũa ăn thôi. Để mình giới thiệu con 2018 ổ khóa bếp cho anh em nha. Cái này là 2013 khóa thường.